Vâng, đây là con BRS EQ3000, là một dòng EQ rất là nổi tiếng của Mỹ, của hãng BRS. BRS và ADC là chung một miệng một con đó, Made in Japan. Con này hàng đấu mạng về còn nguyên thùng shop, bác nào mình có nhu cầu sở hữu thì alo cho em nha. Nó đắt hơn con bình thường là 500.000, con này giá 8 triệu nha. Còn con mà không có thùng shop á, em giới thiệu mấy bữa là 7 triệu rưỡi nha bác. Nhưng con này thì vô đối trong tầm tiền rồi, thì ở phân khúc 7 triệu rưỡi á thì không có con nào mà nghi hay bằng con BRS cả. BRS EQ3000 sở một cục công suất và lực đánh hỗ trợ cho âm ly rất là mạnh. Nếu các bác mình đang sở hữu nhiều con âm ly cảm thấy yếu quá, vặn tới 9-10 giờ nghi mới đã, thì các bác chỉ cần gắn con này vào thôi, là khi đó nó hình nó nâng cho công suất âm ly của bác, các bác là 50% luôn. Có khi đó các bác chỉ vặn 7-8 giờ là nghi tê tái rồi. Đấy, phụ kiện catalog đầy đủ nha các bác. Đấy, mới kiến công luôn nha. Giá 8 triệu bao ship, chỉ còn đổ em bớt 100.000, còn 7 triệu 9 nha. Vâng, em nó đã ra khỏi thùng shop nha các bác cùng xem. Nói chung hàng thùng shop thì đây, cái bọc con này mới tinh nha các bác. À, bác nào sưu tầm thì alo cho em nha. Vâng, đây mời các bác cùng ngắm nó nha. Đây, cái dính miếng shop này các bác, em chùi nó ra nha. Rồi, ok, mời các bác cùng ngắm. Ở phân khúc 8 triệu đô lại thì không có EQ nào qua được dòng BRS 3000 và ADC 315x nha các. Đấy, mới kiến công luôn nha. Rồi, bác nào sưu tầm thì alo cho em nha, qua hai số điện thoại trên. Con BRS EQ 3000 nguyên thùng shop, giá là 8 triệu, chỉ còn đổ bớt 100, còn 7 triệu 9.